nhãn này. Ngày xưa hay vừa xem phim vừa bóc long nhãn. Đây có một cái tiệm tạp hóa rất là to, bán đầy đủ đồ. Em chào chị. Đủ đồ để phục vụ bà con luôn. Đây, nhiều, rất nhiều đồ. Không biết là sau này có cơ hội đi vào đây nữa không. Đây, mọi người đang bóc long bên này. Long nhãn. Chào anh. Một ngày anh bóc được bao nhiêu cân anh? Ngày khoảng 5-60 cân. 5-60 cân. Một cân là bao tiền anh? 3.000. Một cân 3.000 là được tầm 150. 150 một ngày. Ui, ong nhiều lắm. Đây, ong này. Em cứ tưởng con ruồi. Có cả ong này. Em đi một vòng quay một tí nhé. Đứng ở đây thôi. Đây. Mọi người bóc long nhãn. Hôm nay sông sông Mã. Trong chỗ mình cộng đồng người gì là nhiều nhỉ? Người Thái với người Mông à? Vâng, em chào các anh. Vâng ạ. Vâng. Anh bảo quay anh một tí. Đây, quay các anh một tí. Hello. Đây, chào anh. Vẫy tay chào em cái nào anh. Đấy. Đấy. Tối về xem ở kênh Sơn La Phố Núi nhá. Sơn La Phố Núi TV nhá. Để xem lại hình ảnh mọi người đang bóc long nhãn này. Ở trong này là có ai nhỉ? Nhịp xòe Tây Bắc à, đúng không? Hay đi quay đúng không? Hà Lão Nông ấy đúng không? Đây mọi người đang làm rất tập trung nhá. Người già người trẻ làm hết. Em chào anh ạ. Nhìn cái này nhớ về ngày xưa. Ngày xưa mình hay bóc long nhãn này, xong rồi xem tivi này. Đây. Đây mọi người cân xong sẽ phát. Bạn này cân này. Đấy, cân xong là mọi người sẽ bóc. Rồi, em đi sang bên kia đây, chào mọi người nhá. Ở trên vùng Tây Bắc này thì mọi người rất là hiếu khách này. Mình lạ nhưng mà đi quay mọi người vẫn thoải mái cho quay bình thường. Đó. Long nhãn này. Kênh anh Sơn La Phố Núi. Sơn La Phố Núi à? Sơn La Phố Núi. Mọi người chuẩn bị sang lò bên kia đây ạ. Đấy, rất là vất vả, đồng rồi. Các anh ấy đang cho các khay long nhãn này sang lò bên kia để sấy công đoạn cuối cùng.
so sang hả anh? Một ngày thì được mấy xe này? Ngày 3-4 tấn. 3-4 tấn á? Vâng. Alo. Máy của em nó đang bị lỗi sóng. Gọi mạng thì được nhưng mà gọi bằng số điện thoại nó cứ hay bị lỗi. Vâng. Vâng. Vâng, có nghĩa là đủ hoàn thiện một video cho bên chị đúng không? Nếu mà ví dụ mà bên chị mà làm, vâng, làm đầy đủ tất tần tật luôn, xong rồi bên chị duyệt xong, ok, nghỉ video đấy là từ đầu đến cuối luôn, cả video, cả quay, cả chụp, cả phỏng vấn, tất tần tật luôn đến cái câu mà hoàn thiện sản phẩm cho bên chị đấy ạ. Nhãn ngâm nước kia thì xử lý như nào anh? Nhãn ngâm nước thì kìa. Mềm ấy. Có dễ hơn. Thế là có một buồng riêng để ngâm nhãn quá. Buồng kia à? Em có một kênh để quay nông sản Sơn La để kiếm view nước ngoài ấy. Những cái gì hay đẹp thì mình cứ quay thôi, còn những cái gì xấu thì mình sẽ bỏ đi hoặc là quay giấu đi. Ví dụ như kiểu anh em mình nói chuyện này thì có những câu mà nói chuyện nó bô bã quá thì em cũng cắt hết tiếng đi, chỉ còn tiếng sạt sạt với tiếng mọi người làm thôi. Phần mềm dựng phim bây giờ nó cắt được hết. Sơn La mình mạnh về nông sản. Như kiểu quay cà phê cái đoạn mà xử lý bãi thì còn phải giấu chứ còn cái này thì thoải mái mà. Ngâm rượu ngon lắm, uống ngọt nhưng mà nó ngấm. Đây khi xong xuôi thì mọi người sẽ đóng thành phẩm này nhé. Mà hầu như là không có hàng để đóng đâu. Nhãn sông Mã thương hiệu rồi mà. Đâu hết đấy, không có đâu. Không có hàng để đóng. Năm nay nhãn mất giá.
nó quên mất mùa nên được giá. Bình thường mọi người chỉ biết là mua là nhãn, nhưng mà mua buôn ở ngoài thành phố là 25.000 cân, nhưng mà đến lúc về tay mọi người tầm 40.000. đấy. Nhưng mà nhãn long này thì qua rất nhiều giai đoạn này, người ta thu mua thì có thể tầm 10.000 một cân thôi, nhưng mà đến khi ra long thì nó phải mấy trăm nghìn. Đây là nhãn rửa nha, nhãn rửa xong mọi người mới bóc long nhé. Đây là công đoạn rửa nhãn trước khi bóc long. Đấy, mọi người có máy xịt rất mạnh luôn này. Đây. Nhãn này sẽ ngâm nước cho nó phồng lên trước đúng không? Cho nó dễ. Đây, xong rồi chị sẽ mang ra ngoài này để cân lên rồi phân phối cho mọi người bóc. Đẩy mũ lên một tí thì cho quay mỗi cái tay bóc nhãn thôi đúng không? Thằng YouTube à? Cứ tập trung làm thôi, nhìn vào không chọc vào tay bây giờ. Thế em người Thái hay người Mông? Thái à? Người Thái có bài gì nhỉ? Bài ở bên Mỹ nó sáng tác nhỉ? Cuốn tay hao à? Hồi nhỏ nghe được cái bài đấy. Làm cả ngày cả đêm à anh? Ngày thôi. Còn đêm là nghỉ? Đêm nghỉ. Đêm tầm 4 giờ là nghỉ. 4 giờ là nghỉ. Sáng thì làm từ mấy giờ? Thì tùy từ hôm nay, hôm thì làm từ 5 giờ. À, hôm làm từ 5 giờ. 6 giờ. Em vì con ong đốt sao? Đây bị con ong này đốt. Đây một sản long khi bóc xong rồi đấy. Xong là mọi người sẽ cho vào cái máy á, máy sấy á. Cái nhà kia là nhà sấy à? Ở trong những cái phòng sấy kia nhá. Đấy. Bây giờ đủ thì người ta sẽ
về vào. Em quay tay chị đây. Ai xấu hổ thì sẽ không quay mặt. Ok chưa? Các em bé này nữa này. Đấy, đi giúp bố mẹ. Đây là người ta sẽ tính theo cái cân ở rổ kia quá. Ngày xưa mình phải ăn cái này thôi. Và bây giờ thì lớn rồi không ăn nữa. Thèm lắm nhưng mà xấu hổ. Có nhiều người thì thích quay, còn có nhiều người thì sẽ ngại. Rất nhiều anh chị là đưa cả con này, vừa cho con bú vừa làm này. Tầm mấy tiếng thì nhà mình sẽ xong được cái khay này ạ? Khay này ạ? Vâng ạ. Không, đầy cái khay này thôi. À, đầy khay là gì? Vâng. Khoảng hơn 40 phút là đầy một cái khay. Một khay này tầm khoảng bao nhiêu cân ạ? Khoảng 8 cân. À, 8 cân. 8 cân là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền một cân? 3.000 một cân. 3.000 một cân thôi. Là một khay này là 24.000. Làm có ăn, phải làm. Gia đình nhà mình thì ví dụ mà làm tối đa sẽ được bao nhiêu cân một ngày? Cả gia đình sẽ chia ra 50-60 cân, 50 tầm một gia đình khoảng 3 người này sẽ được 150 cân đi. 3 người này 120 cho 130 cân, 300.000 một ngày làm. Bên kia có người đang mày quá không đâm vào, mất công mọi người. Đây em bé. Đấy, bóc lòng giỏi em này. Xin chụp ảnh luôn. Các bạn này là mấy tuổi rồi? Bạn này 5 tuổi, bạn kia 6 tuổi, thế bạn gái này 7 tuổi. Con của chị hết à? À, ba bạn này là con của chị. Đấy. Còn đây là, còn bạn này? À, bạn kia là con của chị kia. Cả nhà cùng làm việc như này nhỉ? Alo? Các anh này là đang cho lòng vào sấy. Mình sấy bằng bằng than đá à, hay là bằng gì anh? Đá anh ạ. À, dạ. Alo. Đây, chỗ này là đạt tiêu chuẩn rồi anh? Vâng, đạt tiêu chuẩn xong, đạt tờ hơi.
chuyển sang lò hơi kia. Đây là lò sấy, đây là lò sấy than. Sấy than. Công đoạn. Đây nữa này. Giã sấy xong rồi. Đây là cái này là thành phẩm nhà anh. Chưa, tí nữa là mang sang đây. Vào cái này vào bên kia. Rồi bên kia một lần nữa thì mới xong rồi. Bên chị có kịch bản sẵn xong rồi em đi quay đúng không?